gọi bao gồm: đèn báo nguồn, nút chọn vùng, nút gọi tất cả, nút bấm để nói, đèn báo trạng thái, đầu nối bàn phím, cài đặt cấu hình, ngõ vào nguồn điện và jack cắm hệ thống. Thiết bị bàn phím bản gọi bao gồm nút chọn vùng và đầu nối bàn phím. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ mang lại những thông tin hữu ích dành cho mọi người về các giải pháp âm thanh chuyên nghiệp. Với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh thì Trung Chính Audio chính là một đơn vị uy tín, chắc chắn sẽ mang lại hài lòng dành cho các bạn. Và để nhận những tư vấn về kỹ thuật miễn phí, hãy liên hệ tới số hotline 0904 575856 và để đặt hàng, hãy liên hệ tới số 0902 188 722 hoặc truy cập vào website tca.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào, hẹn gặp lại! Trung Chính Audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.